Thưa quý vị và các bạn, mỗi người có 8 loại hình trí thông minh đa dạng khác nhau, nhưng để đánh thức cũng như phát huy hiệu quả trí thông minh thì cần phải có phương pháp chuyên biệt. Đáp ứng điều này, Scott English thuộc công ty cổ phần Scott English Australia đã áp dụng các phương pháp khoa học trong giảng dạy để giúp trẻ khai phá tiềm năng trí thông minh, khả năng tư duy logic và sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát. Scott English được biết đến là đơn vị thuộc top 5 trường đào tạo tiếng Anh hàng đầu Australia, đã đào tạo hơn 15.000 học viên vươn ra thế giới. Với chương trình học được kiểm định chất lượng của tổ chức NICE, Scott English sở hữu 100% giáo viên bản ngữ, có các chứng chỉ quốc tế và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy đối với trẻ em. Theo học tại Scott English, các học viên được trải qua các bài kiểm tra trình độ, từ đó xây dựng cá nhân hóa lộ trình đào tạo, giúp các em khai phá tối đa tiềm năng phát triển của bản thân. Con học được ở đây được 6 tháng rồi và con được cải thiện ở đây thêm nhiều từ vựng và cách phát âm và nhiều câu hỏi và câu trả lời ạ. Mình đã đăng ký cho hai con học ở đây và cũng sắp tới thì có khả năng là vì là bây giờ đang bận quá chưa bố trí được để cho cháu thứ ba học tiếp. Có một cái điểm là ban đầu vào thì là con mình đang bị rỗng khá là nhiều kiến thức và ở đây là một tuần chỉ học 2 buổi thôi. Tuy nhiên là các thầy cô giáo rất là nhiệt tình là hỗ trợ là cho các con học thêm những cái buổi bổ trợ để bổ sung thêm kiến thức cho các con và mình thấy rằng là ít có trung tâm làm được điều đấy. Scott English Hải Phòng hiện đang thu hút hàng trăm học viên theo học với độ tuổi từ 3 tuổi trở lên. Ngoài ra là các khóa giao tiếp cho người lớn và luyện thi chứng chỉ IELTS Cambridge. Với phương châm đánh thức tiềm năng cho trẻ càng sớm sẽ giúp bà mẹ rút ngắn thời gian đồng hành cùng con trên con đường thành công. Điểm khác biệt tạo lên giá trị cốt lõi của Scott English Hải Phòng đó là phương pháp học đánh thức tiềm năng trí thông minh của trẻ, một lộ trình chuyên biệt, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, không chỉ giúp trẻ học giỏi tiếng Anh mà chúng tôi còn lồng ghép các kiến thức khoa học xã hội, đào tạo thêm những kỹ năng mềm để giúp trẻ tự tin hội nhập với thế giới. Học ngoại ngữ tại Scott English và Scott English Hải Phòng, các học viên không chỉ được học tiếng Anh mà còn được hoàn thiện đạo đức và bộ kỹ năng thế kỷ 21 như kỹ năng sinh tồn, kỷ luật tích cực của người Nhật, kỹ năng sống, phát huy năng khiếu để trẻ có thêm tự tin, năng động và thành công, trở thành công dân toàn cầu. Với những chiến lược Scott English đang áp dụng, sẽ góp phần khẳng định thương hiệu của đơn vị trong hệ thống giáo dục.